em sẽ gửi tặng mình một ca khúc hát trên con sao cạc VIP này, bài Thiên Nhiên Tuyệt Đỉnh, để nó phù hợp với cái mắt kiến này, để chúng ta có thể tiếp tục đấu giá cái mắt kiến này nha. Hello chị gái Mỹ Thanh nha. Ok, ca khúc Thiên Nhiên Tuyệt Đỉnh xin gửi đến cả nhà mình. Mời cả nhà mình cùng nghe được chất lượng của cái âm thanh của con này nha. Đừng năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đón năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọn lời làm nên giai ngô, mười hai con giáp em đây cầm tình quý mùi. Nhìn tay anh đón năm nay duyên nợ đến rồi, gặp chồng hiếm đức dễ thương tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vun trọn nhờ anh mua giấy mối may. Đầu năm không cưới, cuối năm thêm người. Nào 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 nào, bà con cô bác ơi, ai xem bói lại đây tôi không xem cho nhá. Xin mời nha. Ngày hôm nay chương trình hát livestream tại studio Mai Hải Long có rất là nhiều chương trình đặc biệt thú vị cho quý vị khán giả. Mình có nhu cầu gì, có nhu cầu mua mic thì inbox cho bên em. Mình có nhu cầu mua mắt kiếm thì cũng inbox cho bên em. Mình có nhu cầu coi bói thì cũng hỏi em luôn nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Dạ đúng rồi, quả kính này hợp cái bài này đó, gửi tặng chị Hải Bùi nha. Đường năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào nhở. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu anh tâm đầu ngọt lời làm nên giai ngâu, mười hai con giáp em đây cầm tin quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi, chồng hiền đức dễ thương tuổi này vùng số lắm con. Muốn cho buồn tròn nhờ anh một với một.